những điều nên và không nên làm sau khi uống rượu bia. Thì thứ nhất, đó là những cái điều nên làm là gì? Thì một, đó là khi uống rượu bia mà cảm thấy người chánh choáng ấy, thì nên tìm cách gây nôn, sau đó dùng hai bàn tay sát mạnh vào hai bên má. Đó. Thứ hai là hãy uống nhiều nước để không bị mất nước. Đó. Và khi mà bạn nôn thì sẽ mất nhiều nước, cho nên bạn hãy cần uống nhiều nước. Và uống nước ấm ấy, thì nó sẽ tốt hơn là nước lạnh. Hoặc là uống nước chanh, nước cam vắt, nước ép bưởi, nước sinh tố chuối, nước của các loại đậu mà được ninh nhừ, đặc biệt đó là đậu xanh, thì rất tốt cho cái việc giải độc. Uống nhiều lần thì nó sẽ giải được độc do ngộ độc rượu ở cái dạng nhẹ. Và thứ ba là cởi bớt khuy áo, khuy ở cổ áo và cởi bớt thắt lưng, và nằm ở cái nơi thoáng mát, và đặc biệt là phải tránh gió lùa. Thứ tư là khi nằm ấy, thì nên nằm ở tư thế nằm úp xuôi hai tay và đầu nghiêng sang bên trái, đầu thấp hơn vai để dễ nôn hơn. Và thứ năm là nếu như người uống rượu mà say ngủ ấy, thì hãy để cho họ ngủ. Tuy nhiên là cứ khoảng vài tiếng bạn hãy đánh thức họ để cho họ ăn cháo loãng, tránh trường hợp là đói quá ấy, thì sẽ bị hạ đường huyết, thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Những cái điều không nên làm đối với người say rượu là như thế nào? Thì thứ nhất là không nên uống các loại thuốc có tác dụng là bổ gan để mà giải độc rượu, điều đó là điều rất là kỵ. Thứ hai là không uống thêm các loại vitamin B1, B6, acid folic để giảm đau đầu, bởi vì là khi say ấy mà uống các loại đó thì nó có cái thành phần là paracetamol, aspirin đó, thì nó rất là có hại cho gan. Nó sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây chảy máu đường tiêu hóa nữa. Thứ ba là không nên uống các loại thuốc chống nôn, bởi vì là cái thuốc chống nôn ấy thì nó sẽ giữ chất độc có hại trong cơ thể đó, và nó rất là hại gan. Bởi vì gan không kịp lọc chất độc thì nó càng làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể hơn. Lâu ngày thì có thể bị xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Để có một kỳ nghỉ Tết vui khỏe, an toàn, phòng ngộ độc rượu, thì khi uống ấy, nên chọn những cái loại rượu có thương hiệu tin cậy, đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, và chỉ uống ít thôi, khoảng 30ml thôi. Ngoài ra thì cũng cần chú ý là trong khi uống rượu ấy thì vẫn phải ăn cơm, vẫn phải ăn các thức ăn khác để tránh cái tình trạng là bị cảm lạnh do vấn đề về đói và rét. Cái quan niệm gọi là uống rượu để ấm người ấy thì nó chỉ đúng khi mà chúng ta uống một cái lượng rượu vừa đủ nhu cầu của cơ thể. Đó, và chúng ta phải ở cái nơi ấm, ở nơi kín gió và phải mặc đồ đủ ấm. Bởi vì rượu làm cơ thể tăng nhiệt rất là nhanh nhưng mà nó cũng sẽ chóng tàn. Do vậy nếu như bạn không ăn uống đầy đủ ấy thì cái người uống rượu sẽ cạn năng lượng và bị đói rét, rất dễ bị cảm lạnh, nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó thì để tránh ngộ độc rượu thì mỗi người chỉ nên uống một cái hàm lượng nhỏ, chỉ uống trong khi ăn mà thôi. Lưu ý là chỉ nên uống một loại rượu, tuyệt đối không được uống nhiều loại rượu. Điều đó là điều rất nguy hiểm. Riêng đối với nam giới thì mỗi ngày không nên uống quá 3 lon bia. Còn với nữ giới thì mỗi ngày không nên uống quá 2 lon bia. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết nhé. Hãy thả tim và theo dõi tôi để có xem nhiều video hữu ích tiếp theo về sức khỏe nhé. Mình là Vũ Việt, vui khỏe cùng bạn mỗi ngày.